Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay Làm Như Thế Nào sẽ cùng thử khéo tay với các bạn bằng cách cắt ngôi sao, cắt bông hoa năm cánh bằng một nửa tờ A4. Trước tiên các bạn dùng một nửa tờ A4. Ở đây chúng ta đã có nửa tờ A4. Tiếp theo, các bạn gấp đôi nửa tờ A4 vào theo chiều này. Các bạn gấp đôi tiếp lần nữa. Do tôi sử dụng giấy bìa chuyên để làm thiệp cho nên hơi dày. Các bạn có thể mua giấy thủ công mỏng hơn, dễ gấp hơn. Sau khi gấp đôi xong của chúng ta là như thế này. Các bạn gấp tiếp, kéo nửa bên này vào đến đây và đến điểm giữa mà chúng ta vừa gấp, vuốt cho thẳng mép. Sau đó các bạn gấp đến đây, các bạn gấp tiếp và gấp tiếp. Chúng ta sẽ được hình như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cắt vòng lên trên này. Sau khi cắt xong thì chúng ta cắt từ mép cao hơn này xuống. Như vậy, khi chúng ta dở ra, chúng ta sẽ được một bông hoa năm cánh. Và việc của chúng ta là gập phần cánh trên lên. Loại hoa này các bạn có thể sử dụng để trang trí ở các hội nghị, nơi tập trung, ăn uống, bạn bè, các thứ. Và đây là thành quả cuối cùng của chúng ta, bông hoa năm cánh. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.